Các bạn đang lắng nghe câu chuyện Cảm ơn em vẫn cười được phát đi từ kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chương 7. Lăng Dương được một lần hiếm hoi nghe lời Dạ Lan, không chạy loạn, không dẫn quái, ngoan ngoãn đi theo Hoa Mãn Lâu, thỉnh thoảng còn giúp kéo máu cho đồng đội. Dạ Lan tuy chạy dẫn đầu của đoàn nhưng vẫn luôn chú ý đến Tế Ti đang chạy theo sau đoàn người, coi như khá hài lòng với vẻ biểu hiện của cậu. Kỳ thực, Lăng Dương ngoan ngoãn như vậy chính yếu là nhờ công Tế Ti luôn chiếu cố cậu mấy ngày nay. Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu vừa nhìn tên đã biết là con trai, nhưng đại tạo ặc là nữ, còn đặt tên tiêu chuẩn mỹ nữ nữa chứ. Mặc dù Lăng Dương chưa từng hỏi giới tính của đối phương, nhưng qua vài ngày tiếp xúc đã thấy cách nói chuyện của Hoa Mãn Lâu không mang tí nào là nữ giới, đôi khi còn nói vài câu thô tục mà không thể nào đỡ được. Những người khác trong bang đều ngầm thừa nhận Hoa Mãn Lâu là con trai, liền tưởng đến việc họ quen nhau ngoài đời nữa là Lăng Dương càng chắc chắn hơn. Đối phương giống như mình là một đứa con trai chơi ặc nhưng yêu. Hoa Mãn Lâu đã thay trang bị cao cấp dùng cho phó bản đoàn đội từ sớm, nhưng vẫn cùng Lăng Dương đi những phó bản nhỏ, hơn nữa còn kia lúc nào đến lúc đó không có một câu oán hận. Nhìn cậu ta tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ trị liệu vốn phải là phần của mình, Lăng Dương sinh ra vô hạn thiện cảm. Hiện giờ Hoa Mãn Lâu thấy Lăng Dương lần đầu tiên đi phó bản đoàn đội, kể từ sau khi mất trí nhớ càng thêm quan tâm đến mọi lúc. Bỗng kênh chắc mực hiện lên tin nhắn của Hoa Mãn Lâu: ở đây, đi sát vào tường, đừng dẫn quái vào bên phải. Đứng tại vị trí hiện giờ của tớ dùng kinh không, nhìn thấy cây thông thì xông lên trước, hai đoàn tiếp theo nhảy là có thể lên bậc đá. Boss này mỗi 30 giây sẽ nhìn chúng một người, phát hiện mục tiêu của boss biến thành mình thì lập tức gõ một trong đoàn đội để được hỗ trợ. Lăng Dương kỳ thực đã đi phó bản này rồi, những điều Hoa Mãn Lâu nói cậu đều biết, nhưng hồi trước, mỗi lần khi đánh cậu đều tự mình nghiền ngẫm hoặc xem hướng dẫn, chưa từng có ai tỉ mỉ giải thích cho cách đánh phó bản tử tế như cậu. Nếu không phải luôn nhận thấy được tình cảm thuần khiết từ những hành động của đối phương, Lăng Dương quả thực hoài nghi chồng của Linh Đan Nhi không phải là Dạ Lan mà là Hoa Mãn Lâu mất. Lăng Dương bèn trả lời tin chắc mật: cảm ơn cậu là người tốt. Không có đâu, đừng có dán mác cho tớ như vậy. Không phải, mình thật lòng mà. Không cần khách sáo. Mình thấy ai cũng gọi cậu là Hoa Hoa, mình có thể gọi cậu là Hoa Hoa được không? Mình cũng có một người bạn thân tên là Hoa Hoa đấy. Đương nhiên, kỳ thực ngày xưa Linh Đan Nhi gọi tớ như vậy đấy. Đột nhiên đổi tên thành đầy đủ thì không quen. Xin lỗi, thực sự mình không phải cố ý quên cậu mà. Tớ không có ý trách cậu, cậu có thể bình an vô sự là tốt lắm rồi. Cậu không biết đoạn thời gian cậu mất tích, A Lãng lo lắng cỡ nào. A Lãng, ý là chồng của mình đó hả? Đúng, tớ quen miệng rồi, không sửa được. Hình như cậu rất thân với anh ấy. Bọn tớ đã quen nhau mười mấy năm, đã không chỉ thân mà phòng trần như đã đà một rồi. À, cảm giác thanh mai trúc mã thì khiến người ta hâm mộ. Không, là trúc mã trúc mai. Boss đầu tiên là người giữ cửa cho phó bản, đánh gần như chả có tí khó khăn nào, đạp ngã rất dễ dàng. Lăng Dương không có việc gì làm, bèn ném vài kỹ năng hồi máu liên tục của hệ tự nhiên lên người của Dạ Lan, tên rội nở rộ. Boss ngã, cửa mở, một bầy quái ùa ra, quái con không khó đối phó, chỉ cần vài hệ pháp thuật xông lên là có thể bem được rồi. Dương Dạ Lan dùng một kỹ năng lạ, mà kỹ năng này chỉ có người đã kết hôn mới có thể thành thạo được sử dụng. Linh Đan Nhi thấy lạ nên bèn trách mật: đây là kỹ năng gì? Đến chết không đổi. Chiến sĩ còn có kỹ năng này, tại sao trước giờ tôi chưa nhìn thấy? Đợi chốc lát mới có thể đối thoại truyền tới. Đây là kỹ năng vợ chồng. Dạ Lan nói xong câu đó thì gục, nhưng nhờ hắn kéo giờ mà các pháp sư đằng sau đã nhanh chóng bao vây các tiểu quái và nhanh chóng quét dọn. Linh Đan Nhi đương nhiên là không mất một cọng lông. Lăng Dương hoang mang, theo lý thì không có ai bơm máu thì mấy con tiểu quái này cũng không thể chém được một MT trang bị trâu bò và lượng máu như Dạ Lan trong thời gian ngắn như vậy. Thế là cậu mới giao diện kỹ năng vợ chồng ra, quả nhiên phát hiện kỹ năng đến chết không đổi. Đến chết không đổi, trong 60 giây nhận tất cả các tổn thương giúp cho đối phương, sau đó nhân vật tử vong, giới hạn nhân vật nam sử dụng. Đây là kỹ năng bên nhà trai, kỹ năng tương ứng bên nhà gái là thiện nữ u hồn. Sau khi chết nhân vật hóa hồn, sau 60 giây thừa nhận tất cả tổn thương của đối phương, giới hạn nhân vật nữ sử dụng.
Kỹ năng sau, Lăng Dương trái lại rất hay thấy tiểu đồ đệ của cậu dùng với chồng nó không chỉ một lần, mà chồng của đồ đệ phải gọi là gì nhỉ? Đồ phu. Sao nghe giống như đồ chư thế? Lăng Dương nhìn Dạ Lan ngã xuống dưới chân mình, rất không biết nói gì. Trang bị của anh đem sửa mắc hơn tôi, còn không bằng để tôi chết cho rồi. Thói quen. Lúc này Dạ Lan đã được Hoa Mãn Lâu kéo dậy, những người khác bổ sung búp cho hắn, còn kèm theo các kiểu chiêu ghẹo mách trách móc. Dạ Lan chẳng thèm ngoảnh lại đã chạy lên đầu của đội ngũ, dẫn mọi người về phía boss tiếp theo. Lan Dương chưa từng nghiên cứu tỉ mẩn kỹ năng vợ chồng, cậu để Linh Đan Nhi đi theo Hoa Mãn Lâu, còn mình mở giao diện kỹ năng xem giải thích chi tiết từng câu một. Có vài kỹ năng căn bản rất thường thấy như là chân trời góc bể, nhắm mắt truyền thống đến chỗ của đối phương, bỉ giật song phi, nháy mắt triệu hồi đối phương đến chỗ của mình, tương cứu trong hoạn nạn, trong 30 giây đối phương đều khôi phục được 3.200 điểm máu. Mi một đưa tình, vợ chồng tối đầu giết quái làm nhiệm vụ sẽ tăng thêm 20% kinh nghiệm, danh vọng và tiền tài thu hoạch, kỹ năng bị động. Ngoài ra còn có kỹ năng Lăng Dương mới nghe lần đầu, tỷ như hôn tướng công, nâng cao công lực cho song phương 2%, kéo dài 10 phút, giới hạn nhân vật nữ sử dụng. Ôm nương tử, nâng cao hiệu quả trị liệu và được trị liệu song phương 2%, kéo dài 10 phút, giới hạn sử dụng nhân vật nam. Hồi mâu nhất tiếu, nếu hai vợ chồng đều là pháp sư, đề cao pháp thương 300 điểm, kéo dài 8 giây, giới hạn nhân vật nữ sử dụng. Trường quân nhất nộ, nếu hai vợ chồng có nghề là chiến sĩ, nháy mắt đề cao giá trị nộ khí 50 điểm, giới hạn nhân vật sử dụng là nam. Mấy cái này đã đủ ngớ ngẩn rồi, cái sau còn ngớ ngẩn hơn. Mừng được quý tử, triệu hoán một bảo bảo hình người tham chiến kéo dài 3 phút, giới hạn nhân vật nữ sử dụng. Lăng Dương triệt để sọc đen, đầu óc của người thiết kế game này bị đá rồi. Lăng Dương nhấn thử chuột, lập tức sinh ra đứa con, sau đó trơ mắt nhìn thằng bé cởi chuồng hân hoan chạy đến phía con quái gần nhất. Con quái đó không cần đánh, chỉ cần tránh là được. Nhưng bây giờ con quái phát hiện ra đứa con của Dạ Lan và Linh Đan Nhi, tức thì kích động nhào vào đánh như một tên luyến đồng. Dạ Lan đi đầu đội ngũ, lúc nào cũng đặt chú ý lên người Linh Đan Nhi. Giờ phút này thấy cậu lại có chuyện, trực tiếp dùng kỹ năng tương ứng giết chết tên tiểu quái trước khi nó giở trò lưu manh với con mình. Khi Dạ Lan chạy về vị trí còn không quên ném một câu trong mắt của người khác là tán tỉnh, nhưng trong mắt của Lăng Dương tuyệt đối là châm biếm. Coi chừng con. Coi chừng con, coi chừng con, coi chừng con kìa. Lăng Dương bị màn spam chỉnh tề trong kênh đoàn đội làm nghẹn không nói lên lời. Bỗng kênh mật xuất hiện tin nhắn của Dạ Lan: cậu là sinh vật không kiếm chuyện thì sẽ chết à. Đứa con có một nửa của tôi cũng có một nửa của anh mà. Xin lỗi, tôi không nhớ có sinh con với cậu, xin giữ tự trọng. Lăng Dương nịnh nửa ngày mới kiềm chế được sự xúc động của đối phương. Anh là cha công, cậu là tiện thủ. Lăng Dương được một màn đơ toàn tập. Sao anh biết cái này? Nghe tiểu thụ đừng chạy nói, nhưng không hiểu lắm có ý gì. Không hiểu thì đừng có nói bậy. Boss thứ hai thường gọi là ông nội hồ lô, cũng có người gọi là công chúa Bạch Tuyết. Hai nhân vật hoạt hình này khác nhau rất xa nhưng có chung một điểm, bên cạnh đều có 7 người. Bên cạnh boss hai có 7 con quái tinh anh, bên trái 4 con, bên phải 3 con, gọi chung là bé hồ lô hoặc chú lùn. Đánh các bé hồ lô này không khó, chẳng qua máu cao da dày, đánh hơi mất thời gian, lại thêm số lượng nhiều, yêu cầu khống chế cục diện khá nghiêm khắc. Đa số đoàn đội trong này đều chỉ biết ngoan ngoãn giết chết từng bé hồ lô một, cái này mất ít thời gian là 15 phút. Duy chỉ có một tình huống ngoại lệ, nếu trong đoàn có tế ti tự nhiên thì có thể lợi dụng kỹ năng trong hệ tự nhiên để dẫn boss ra khỏi bầy quái tinh anh đó mà có thể đánh một mình. Như đã nói, hệ tự nhiên là một hệ thiểu số rất ít người chơi, chẳng có tế ti nào vì vài con quái tinh anh nhãi nhép mà tẩy thành hệ tự nhiên biến thái như thế này. Lăng Dương đã lâu không có thành thực giết bé hồ lô như vậy, bởi vì bản thân cậu vốn là hệ tự nhiên. Hồi trước, ban bọn cậu giết ông nội hồ lô đều là cậu đi tiên phong dẫn ông nội ra. Song thân phận bây giờ của cậu lại là một người tàn tật, còn bị bệnh mất trí nhớ, tạm thời không nghĩ ra cái quái gì để cho nổi trội cả. Giết từng con một thì cũng chả sao, nhưng khiến người ta mệt mỏi muốn đi ngủ. Lăng Dương vốn là người không chịu ngồi yên, ngồi chơi được một lúc cậu liền không kìm được muốn kiếm chuyện để làm. Thí dụ như cách cậu không xa có một BK NPC đang đứng.
Bỗng kênh đoàn đội hiện lên tin nhắn của Dạ Lan: "Đừng nói chuyện với nó, trễ rồi." "Hồ Duyên Giác là ai? Ai là người quấy rầy giấc ngủ của ta?" Phải nói cái người thiết kế game Hồn Đạm Online này là một tên khốn mới đúng. Tự dưng là đặt một con NPC ở cái nơi khỉ kho cò gáy này, căn bản là để hấp dẫn người chơi nhấp vào nó đấy mà. NPC tên là Hồ Duyên Giác, nếu không nhấn thì chỉ là một nhân vật mang tính chính trang trí. Nhấp vào nó sẽ bùng nổ biến thành boss biến thái siêu mạnh, đoàn đội có mạnh đến đâu cũng không đạp nó được. Khi phó bản này vừa khai trương, vô số người nhấn bậy vào Hồ Duyên Giác trong tình cảnh không biết làm gì hơn. Kết quả đều trở thành vong hồn dưới đao của nó, liên lụy cả đoàn cùng chôn theo. Không ai biết tại sao phải đặt NPC như vậy ở đây. Chẳng qua mọi người dần dà thành một luật bất thành văn là không nên nói chuyện với Hồ Duyên Giác. Cũng chỉ có người ngứa tay ngứa chân như Lăng Dương mới biết rõ còn chạy lên sờ. Người trong phó bản thấy Linh đang như kích hoạt Hồ Duyên Giác, theo bản năng muốn đi ra ngoài phó bản. Mắt thấy cục diện sắp rối loạn, Lăng Dương mới lo làm chuồng sau khi mất bò. "Mọi người đừng sợ, đi không có tác dụng đâu." Thành viên trong đoàn nhìn thấy lời của Linh Đan Nhi, bất ngờ thay lại sinh lòng tín nhiệm, đều dừng bước chờ cô chỉ thị. Xem đội hữu được sân đã mất trí nhớ có đối sách kinh người nào không. Chỉ thấy Linh Đan Nhi giơ tay phải lên, chụp lên bản thân một búp tăng tốc, che chở của gió. Sau đó Linh Đan Nhi bèn hét lên: "Đi không có tác dụng đâu, phải chạy mới được." Các bạn đang lắng nghe câu chuyện Cảm ơn em vẫn cười được phát đi từ kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chương 8. Linh Đan Nhi bị Dạ Lan đá ra ngoài, đương nhiên đây là nói về góc độ của người biết chuyện, còn dưới con mắt của quần thần đại chúng thì biểu hiện của Dạ Lan là thế này. Kênh đoàn đội bỗng nhiên xuất hiện tin nhắn của Dạ Lan: "Vô cùng xin lỗi, vợ tôi không rõ cách đánh phó bản này cho lắm. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của em ấy mà đi phó đoạn thì có hơi quá sức, để em ấy ốp nghỉ ngơi được không?" "Trừ thẳng vào điểm của tôi được rồi." "Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, em không có cố ý mà. Xin đừng trừ điểm của chồng em, cứ trừ của em đi, nếu không thì xin cho em được nợ." Ổng tin nhắn của Mạc Thương Tâm chat lên: "Là tớ không cân nhắc chu toàn, kiên trì kéo Linh Đan Nhi vào, tớ cũng có trách nhiệm." "Linh Đan Nhi không sao chứ, đừng nghĩ nhiều, mọi người không có ý trách đâu, nãy giờ đùa giỡn với bác Lan thôi." "Đều do em không tốt, mọi người cứ để ông xã đền đi, nếu không em sẽ cắn rứt lương tâm lắm." "Là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ nên cân nhắc trước." Mọi người nói qua nói lại, cuối cùng câu chuyện cũng được dàn xếp ổn thỏa. Bỗng nhiên kênh chat mật hiện lên tin nhắn của Dạ Lan: "Kỳ thật cậu có cố ý chứ gì, bây giờ có thể đi hẹn hò với Tình Lan rồi." "Ai vô, bị anh nhìn ra rồi, đáng ghét thật." "Có điều đối tượng ngoại tình của cậu hôm nay hình như không online." "Quan tâm anh ấy vậy, anh ấy ra ngoài cuối tuần mới về, anh có muốn bắt nạt cơ hội thì đây chính là thời khắc của anh đấy." "Cậu được một vừa hai phải thôi, ông xã lại ren rồi." "Không được gọi tôi là ông xã trong lúc nói chuyện riêng." "Rõ ràng là anh ép người ta làm vợ mình." "Đấy là trước mặt người ngoài, còn khi ở riêng cậu không cần phải diễn như thế. Người ta là người trước sau như một mà." "Câm miệng, không được ẹo." "Em không có nói em không có, em không có." "Sao cậu nói nhiều thế?" chịu không nổi thì anh có thể bỏ vợ." "Cậu có ý chọc cho tôi giận lên đúng không? Tôi không mắc lừa cậu đâu." "Được rồi, tôi thừa nhận bản thân chẳng qua đang khiêu chiến giới hạn của anh để anh chủ động đoàn tiệc mối quan hệ với tôi." "Không đời nào, cậu đừng si tâm vọng tưởng." Lăng Dương đang định ra sức đùa giỡn với Dạ Lan thêm một hồi thì thông báo bản thân đã online. Nó không ai khác chính là Lạc Minh Phong, thế là cậu bèn chuyển qua kênh chat mật với Lạc Minh Phong. "Không phải là đang tập huấn sao?" "Tôi mang theo laptop, trong nhà trọ có mạng." "Điều kiện không tệ nhỉ, tôi còn tưởng mấy cậu chải chăn ngủ ở sân bóng." "Ha ha, có chuyện tranh nhiều quá rồi đó, vậy còn phải mang theo chăn nệm." Nói cũng đúng, Lăng Dương vừa bận tán gẫu vừa ngồi xổm nhổ cỏ, đột nhiên phát hiện nhân vật của mình đã trúng kỹ năng choáng, không cử động được. Ngay sau đó là một hệ thống thông báo có người chơi đang tấn công mình. Loại nghề có thể ẩn thân từ sau lưng đánh choáng nhân vật ở trong game chỉ có một, đó là võ sĩ hệ ảo ảnh.
Phải nói Lăng Dương chê Tế Ti không sợ nhất là võ sĩ, hệ cuồng bạo, hệ hành giả hay là hệ ảo ảnh gì đấy đấy. Dễ như là thái rau chặt dưa, nếu là trước kia, ngón tay sinh của Lạc Dương tùy tiện nhích một cái đã có thể quạt ngã đối phương. Ảnh võ này thực sự là ăn no rảnh mỡ mới đi kiếm chuyện với một Tế Ti. Lăng Dương hừ hừ hai tiếng, nghĩ bụng, hổ dữ không phát uy, coi tôi là tiểu Linh Dương à. Chỉ thấy cậu bùm bùm cạch cạch múa may một chuỗi hệ chiêu thức hoa lệ, không đợi múa đến chiêu thứ ba thì chết. Ý lỡ chọn sai chiêu thức, Lăng Dương ngượng ngùng giải thích với đối phương. Thấy đứa ngu rồi, nhưng chưa từng thấy đứa nào ngu như vậy. Lăng Dương là xúc động gõ bàn phím. Đã nói rồi là sai sót mà, tôi rất lợi hại. Bỗng dưng hệ thống lại hiện lên, bành đại sói muốn hồi sinh bạn, có muốn chấp nhận hay không? Lăng Dương suy nghĩ một hồi lâu và nhấp vào xác nhận. Hai người dừng dừng hồi máu, bành đại sói dừng dừng ẩn thân rồi biến trước mặt của Linh Đan Nhi. Một đát sau đã đánh một chiêu choáng ngay đằng sau của Linh Đan Nhi, lần này Lăng Dương phản ứng nhanh nhạy hơn. Chàng thấy choáng vừa được giải, Linh Đan Nhi bèn sử dụng một combo làm cho tên bành đại sói ấy chết ngay tại chỗ. Sau đó bành đại sói lên tiếng. Chưa từng solo với mày bao giờ, nhưng ai cũng nói mày có kỹ năng đánh phó bản không tệ. Ông biết tôi ư? Mày không biết tao ư? Lăng Dương nghịch đầu, câu này nghe sao quen dữ, hình như câu đầu tiên Dạ Lan nó cũng nói như thế, có lẽ nào. Ông cũng là chồng tôi. Biết, ai là chồng của thứ yêu nhân như mày hả? À, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Ông gần đây nhất định là không lên mạng phải không? Bành đại sói nói, đúng vậy, mấy bữa nay bận không chơi. Thiệt đáng tiếc, ông đã bỏ lỡ một quá trình tẩy trắng đoạn mục của tôi. Tháng trước tôi bị chụp mặt, lý do nhảm rùi. Là thật đấy. Vậy mày làm sao giải thích, lâu nay vậy mới lấy lại được tài khoản. Hơn nữa, đến cả tao cũng không nhận ra. Tôi gặp tai nạn giao thông, mất trí nhớ. Mẹ nó quá nhảm nhí. Nhảm hay không, không phải do ông nói, quần chúng nhân dân tự có phán xét. Không tin, ông có thể đi hỏi, Lạc Minh Phong bảo lãnh cho tôi. Lại gạt người, hai bên đang đối địch, sao nói lại bảo lãnh cho mày? Tôi thèm vào lừa ông à. Màn hình bỗng biến trắng chốc lát, Dạ Lan đang đứng bên cạnh của Linh Đan Nhi bằng kỹ năng vợ chồng. Vậy nhất định là mày leo tường. Leo tường? Đừng có vào khi mà người khác đang nói chuyện một nửa thì dùng kỹ năng truyền thống đến đây như vậy. Bởi vì cậu đang nói chuyện mất mặt không thể cho tôi nhìn thấy hay sao? Đừng có suy diễn tầm bậy. Những lời không nghe được tôi có thể tự tưởng tượng. Không phải như anh tưởng tượng đâu. Bành đợi sói lên tiếng. À thì ra là cậu. Dạ Lan là tôi đây. Dạ Lan hóng búp tăng lực tấn công, vung trường thương hai nhát đã hạ gục bành đại sói xuống đất. Tuy hắn là một chiến sĩ hệ phòng ngự không giỏi đánh nhau, nhưng dù gì có trang bị áp chế, cộng thêm đối phương hình như không có ý trả đòn. Cứ vậy Dạ Lan đâm cho chết tại chỗ. Điều này bảo Lăng Dương thua dưới tay sao mà chịu nổi. Ông xã anh làm gì vậy? Không phải nó vừa mới giết em hay sao? Hệ thống vợ chồng và kênh bảo hội đều thông báo. À, cái này nói ra thì rất dài dòng. Đại sói liền lên tiếng. Nó là yêu nhân. Phải nói bao nhiêu lần ông mới tin tôi đã bị trộm mặt hả? Vợ tao có phải là yêu nhân hay không? Tự tao sẽ rõ, không cần người ngoài quan tâm, huống chi là mày. Hai ta bây giờ là chiến hữu cách mạng, cùng hội cùng thuyền. Vậy mà cậu lại chả đứng về phía tôi. Lăng Dương thầm nghĩ, cái quái gì thế này, cơ tình bắn tứ tung như thế này là sao? Ai cùng hội cùng thuyền với mày, tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Bành đại sói lên tiếng, người anh em cậu không thể như vậy, cậu là người có thể diện tâm trạng của tôi nhất đúng không? Hai ta đều là nạn nhân của con vợ yêu nhân mà. Lăng Dương nghe như vậy thì sửng sốt, bất giác nhìn về phía đỉnh đầu của đối phương, quả nhiên phát hiện một hàng chữ nhỏ dưới tên là bành đại sói. Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của Lăng Dương đều đặt ở khung nói chuyện, không coi kỹ năng hàng chữ nhỏ, hiện giờ cẩn thận phân biệt mới phát hiện ra danh hiệu của gã. Muốn ngất đi được. Ông là chồng của Hoa Hoa. Bệnh mất trí nhớ của mày khỏi rồi à. Vậy tại sao ông còn muốn giết tôi? Ai là chồng của thằng yêu nhân kia? Đời này ông hận nhất là yêu nhân, có biết không? Vậy lúc trước cưới cậu ấy làm chi? Lúc trước làm sao tao biết nó là yêu nhân? Hoa Hoa có nói mình là con gái à?
Hiểu biết của Lăng Dương về Hoa Mãn Lâu trong mấy ngày qua, cậu tuyệt đối không phải là kiểu người đi làm giả con gái. Không, nhưng nó chỉ đặc nữ, như thế còn chưa phải gọi là yêu nhân à. Nhưng cậu ấy là Hoa Mãn Lâu. Thì sao, tên gái như vậy, có ai mà không hiểu nhầm? Không, vậy ông thấy Lục Tiểu Phụng là nam hay nữ? Đương nhiên là nữ, cái tên con gái hơn. Ông xã, người này ở cùng một hành tinh với chúng ta sao? Em không cần phải nói chuyện với nó như vậy. Lăng Dương còn đang ở bên này nói chuyện nhảm nhí thì bên kia kênh bang hội của Bành Đại Sói, bang chúng thiết huyết. Sau khi khế tinh Bành Đại Sói bị giết, đã tổ chức một đoàn người chạy tới và tuyển đôi Uyên Ương, Dạ Lan và Linh Đan Nhi xuống âm phủ. Người của kiếm tình nhìn thấy anh em trong bang hội của mình gặp nạn, ngay cả phó bản cũng mặc kệ, chạy đến sắp lá cà với đối phương, tức thì hai bên quánh nhau túi bụi. Bành Đại Sói sau khi được hồi sinh thì thấy Hoa Mãn Lâu cũng đến thì không ngừng đuổi theo giết chết đối phương. Hoa Mãn Lâu PvE khá giỏi nhưng PK khá yếu, bị Bành Đại Sói giết hết lần này đến lần khác, ngay cả Lăng Dương cũng không nhìn được nữa. Linh Đan Nhi bèn trách mực: "Cậu ở đâu? Qua đây điều đình cái coi." Minh Phong nhận được tin nhắn của Linh Đan Nhi bèn chat lại: "Không phải là chủ nhân." "Ngất, cậu ta đâu?" "Đi tắm rồi." "Sao cậu không đi vào cùng?" "Tại sao ông phải vào cùng?" "Hai, bảo bảo đừng nóng." Vài phút đồng hồ trôi qua. "Tôi đã về đây, sao cậu lại khi dễ bảo bảo rồi? Vừa nãy vẫn còn yên lành, giờ lại đang phát cáu." "Tôi nào có khi dễ nhiều bằng cậu, nếu không phải quen biết thì tôi cũng bị hình tượng dịu dàng của cậu lừa bịp." "Ha ha." "Hay, không nói nữa, cậu nhanh chạy qua đây coi, sắp có thế chiến rồi." Ngay lập tức, Lạc Minh Phong dùng kỹ năng truyền thống phù đến bản thân để đến bên cạnh Lan Đinh Nhi. Đại thần tự thân ra mặt điều đình, Thiết Huyết và Lạc Minh có quan hệ khá tốt nên bèn để mặc hắn một lần rút quân nhanh gọn. Người của kiếm tình tuy không hợp với Lạc Minh nhưng cũng không tới mức phải hội đồng một mình Lạc Minh Phong. Nán lại chút lát rồi lại đi phó bản. Bỗng nhiên kênh chắc mực hiện tin nhắn của Bành Đại Sói. Cô quả nhiên có mặt mũi, đại thần tự mình bảo lãnh cho cô. Bỏ đi, tôi tin cô không phải là nhân yêu. Hừ, đã nói với ông rồi, nhưng tôi không tin là cô không có leo tường. Hí, ai mà nói như vậy? Lạc Dương càng nghĩ càng thấy hôm nay xui xẻo, đi phó bản thì bị đá, BK giả ngoại thì bị ngược, cậu đến thì phải nghỉ. Mình có thể khiêu chiến vị trí nô một bảng xếp hạng bi kịch của server được rồi đấy. Chả có gì là thảm hơn tình trạng bây giờ. Cậu không kìm được mà ngửa mặt lên trời thét dài: "Bàn tay vàng của tôi, hào quang vai chính của tôi đâu?" Thượng đế nghe được lời thỉnh cầu của Lăng Dương nên đã cho một người xuất hiện trước màn hình, hơn nữa còn phát hiện ra cậu, vui mừng chạy đến. Lăng Dương nhìn kỹ tên của đối phương, lại dụi dụi mắt xác nhận thêm lần nữa, một linh cảm xấu nhảy ra trong đầu. Tay phải của cậu cấp tốc bấm nút accept, mở ra menu hệ thống chuẩn bị log out. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn chậm một bước, người chơi kia đã chạy tới trước mặt của Linh Đan Nhi và phấn khích gọi: "Sư phụ!"